Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, về tin đồn Nguyễn Đức Chung, tức Chung Con, tự sát hay bị đầu độc. Mấy ngày qua dư luận xã hội rộ lên những thông tin đồn đoán rằng có thể cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tức Chung Con, đã bị đầu độc hoặc ông ta tự sát bất thành. Hiện đang nằm viện và bị quản thúc bởi một rừng cảnh sát mật vụ đang canh gác kiểm soát một cách gắt gao. Từ xưa, sử Việt lẫn sử Tàu đều có ghi chép khá kỹ về những vụ giết người dưới các triều đại phong kiến, với nhiều hình thức như kết án tử hình, đầu độc, bức tử thủ tiêu để cướp ngôi báu, tranh quyền đoạt lợi, giành ảnh hưởng trong cung đình, ngai vàng, quyền cao, chức trọng luôn là đích ngắm và nguyên nhân dẫn đến chuyện anh em giết nhau, con hại cha, vợ đoạt mạng chồng, đại thần kết bè kết phái để xử tử vua. Dưới triều đại Cộng sản Việt Nam, câu chuyện thảm sát nội bộ thành trừng nhằm loại bỏ đối thủ chính trị, loại bỏ những khai quốc công thần không chịu phục tùng, những người khác biệt về quan điểm và chính sách cai trị cũng kinh hoàng không kém gì dưới thời của các triều đại phong kiến. Các lãnh tụ Cộng sản từ Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Đặng Tiểu Bình đến Hồ Chí Minh đều tàn bạo như nhau. Họ lên ngôi từ những cuộc cách mạng đầy bạo lực của người Cộng sản, dựng lên các chính thể độc tài, toàn trị và khát máu. Vì thế mà việc thanh toán thủ tiêu, ám sát hay mượn dao giết người dã man đối với những đồng chí từng vào sinh ra tử với nhau trở nên rất đỗi bình thường. Ở Việt Nam, từ sau năm 1945 đến nay có rất nhiều cái chết bí ẩn đầy nghi hoặc mãi mãi được phủ bởi lớp sương mù. Tướng Nguyễn Bình, đại biểu Quốc hội Dương Bạch Mai, đại biểu Đại tướng Hoàng Văn Thái, Đại tướng Lê Trọng Tấn, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Đình Tứ, Tổng tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Đào Trọng Lịch, Trung tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, vân vân là những thí dụ về những cuộc thanh trừng nội bộ này. Trở lại câu chuyện của Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, hiện là tin đồn lan tỏa trên các mạng xã hội, thực hư câu chuyện này ra sao? Năm 2015, khi đang giữ chức phó giám đốc, giữ chức giám đốc công an thành phố Hà Nội, thì Nguyễn Đức Chung đã phát bệnh ung thư đại tràng. Qua giới thiệu của một giáo sư y khoa, ông Chung sang Pháp điều trị. Người trực tiếp chữa bệnh cho ông Chung là giáo sư Joleroy, bác sĩ khoa phẫu thuật tiêu hóa bệnh viện và liên quan đến bệnh viện Đại học Sibiu. Một bác sĩ lừng danh về phẫu thuật nội soi tiêu hóa. Năm 2016, sau khi lên làm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vào Trung ương khóa 12, ông Nguyễn Đức Chung mời giáo sư Jean Leroy tư vấn giúp đỡ cho Hà Nội hoàn thành trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn đạt chuẩn quốc tế. Trung tâm này khánh thành vào tháng 11 năm 2016. Ngày 11 tháng 8 năm 2020, chính trị đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Bộ Chính trị và Ban chấp hành Đảng bộ thành ủy viên của Nguyễn Đức Chung. Tiếp đó thì Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định số 1223 trên QĐ-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2020 tạm đình chỉ công tác đối với Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, để xác minh điều tra trách nhiệm có liên quan của ông Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Kể từ đó, Chung Con suy sụp tinh thần, nhiều hôm bỏ ăn mất ngủ dẫn đến bệnh tình tái phát. Nguyễn Đức Chung được gia đình đưa đến nhập viện tại bệnh viện 198 của Bộ Công an để điều trị. Đến nay thì sức khỏe của Chung Con đã tạm ổn và sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra Bộ Công an. Bản thân của ông Chung nhiều năm công tác trong cơ quan pháp luật và tiếp cận với thượng tầng chính trị nên ông ta hiểu rõ luật chơi hơn ai hết. Chung hiểu rằng chuyện chính trị ở Việt Nam khi đã ở bên thua cuộc thì quyết định khôn ngoan nhất là cúi đầu thành khẩn nhận tội. Hơn nữa, với Nguyễn Đức Chung bây giờ nếu như muốn tìm đến cái chết là điều cực kỳ khó, khó hơn gấp nhiều lần là Chung Con muốn sống. Bởi vì người ta muốn Chung Con phải sống để nhận hồi kết.
Còn nếu như muốn thủ tiêu ông ta thì dễ như trở bàn tay. Xin được nhắc lại, vào năm 2014, Thượng tướng Phạm Quý Ngọ đang khỏe như vâm, chỉ vì lời khai của Dương Chí Dũng mà phải trốn vào viện, một tháng sau thì chết đúng quy trình. Nhưng cũng có tin cho biết rằng Phạm Quý Ngọ hiện đang sống ở Mỹ, hoàn toàn không chết, mà cái chết đó chỉ là một cái chết giả. Trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thành cẩn trọng và lão luyện đến ghi người ra Hà Nội nhậm chức. Ông ta không dám ăn bất cứ thứ gì ở Hà Thành. Từ lái xe, đầu bếp, nhu yếu phẩm, gạo, cơm, thịt, cá, mắm, muối, gia vị, Bá Thành đều cho người mang từ Đà Nẵng ra. Vậy mà sơ sẩy trong lần xuất ngoại cuối năm 2013, Bá Thành đã bị nhiễm phóng xạ EAS nặng đến nỗi y học bó tay chấm cơm. Và trong một diễn biến khác thì thời gian gần đây, trước thềm đại hội đảng bộ tỉnh thành hướng đến đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều quan chức đổ bệnh lăn ra chết bất thường, trong đó có Phạm Thanh Tùng. Tùng sinh ngày 1 tháng 5 năm 1968, quê Mộ Đức, Quảng Ngãi, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Ngãi. Chiều 30 tháng 6 năm 2020, không lâu sau khi người đồng hương là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Căng bị kỷ luật và phế truất, ông Tùng thấy khó chịu, hồi hộp và đổ gục xuống, đột quỵ ngay trên bàn làm việc. Ông Tùng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu, sau đó ngay trong đêm chuyển ra Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Ông rơi vào hôn mê sâu và chết ngày 4 tháng 8 năm 2020. Dư luận Quảng Ngãi xôn xao bàn tán, nghi vấn đây là một vụ hạ độc thủ để tranh giành quyền lực. Một nhân vật khác là Hoàng Xuân Đán, sinh ngày 11 tháng 10 năm 1974, quê Khoái Châu, Hưng Yên. Ông Đán được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái vào tháng 4 năm 2020. Ngày 15 tháng 8 năm 2020, từ sáng đến trưa, ông làm việc bình thường, vui vẻ. Sau bữa ăn cơm trưa ngay tại cơ quan, ông dắt xe ra về, đi được một đoạn thì lảo đảo gục xuống chết. Tất nhiên, nhanh chóng có giám định tử vong với nguyên nhân là nhồi máu cơ tim dẫn đến đột quỵ. Còn nhớ năm 2016, tiếng súng Yên Bái đã làm cho cả nước chấn động khi mà Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đều bị bắn chết khi vừa nhậm chức sau đại hội 12. Thủ phạm được cho là Đỗ Cường Minh, phu quân của người đẹp Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Bộ Chính trị, Đảng Bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái. Lần này thì dư luận đặt ra câu hỏi là ai đã giết Hoàng Xuân Đán. Một cái chết đáng chú ý gần đây là Phan Chí Quang, sinh năm 1979, quê ở thành phố Bạc Liêu. Ông Quang từ trưởng phòng tài chính doanh nghiệp lên vị trí phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu. Tối ngày 21 tháng 8 năm 2020, Quang có khách ăn uống với bạn rồi về nhà riêng ở phường 1 thành phố Bạc Liêu để ngủ. Rạng sáng ngày 22 tháng 8, người nhà phát hiện ông Quang nằm bất động nên gọi cấp cứu, bác sĩ đến kiểm tra xác định ông Quang đã tử vong. Nghi ngờ về cái chết của chồng mình, vợ ông Quang yêu cầu cơ quan điều tra giải phẫu tử thi để giám định. Rất nhanh kết quả công bố ngày hôm sau, ông Quang chết do trúng gió. Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đang đến gần, ở thượng tầng chưa thấy những cú đoạt mạng chấn động ghê hồn nào. Trong khi đó thì ở các cấp thấp hơn, các cuộc tranh giành quyền lực trở nên đẫm máu. Mặc cho Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng nói chức tước chỉ là phù vân, nhưng các học trò xuất sắc của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn quyết tranh giành cho bằng được những chiếc ghế tiền tài danh vọng. Ở đó xảy ra những diễn biến đầy kịch tính. Họ không từ bỏ bất kỳ âm mưu thủ đoạn nào, sẵn sàng triệt hạ đối phương của mình cho bằng được. Thưa quý vị và các bạn, chúng còn một người trẻ được đưa lên nhanh chóng thần tốc, tưởng chừng như không có một thế lực nào có thể ngăn chặn được đường tiến của mình, nay bỗng dưng trở thành tội đồ trước mắt đảng và xã hội, nói lên điều gì? Việc chúng còn ngã ngựa với lý do liên quan đến vụ án hơn 100 tỷ đồng có thể là rất vớ vẩn và lặt vặt nếu đem so với những vụ án hàng trăm hàng ngàn tỷ đồng khác đang ngày dài tháng rộng cứ chùm chăn để dành không xử lý.
Nói đâu xa, ngay tại Hà Nội, cái dự án trình ình đập vào mắt người dân gây nhức nhối và bất bình bởi sự lãng phí không chỉ là trăm tỷ mà là hàng chục ngàn tỷ là dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông. Cho đến nay, qua năm đời Bộ trưởng Giao thông, từ thời của Phạm Quang Nghị, Nguyễn Thế Thảo, rồi lại đến nay vẫn chẳng ai chịu trách nhiệm đó thôi, chỉ vì là biểu tượng của tình hữu nghị với bọn cướp nước. Xa hơn một chút, tại Sài Gòn, cái gọi là dự án Thủ Thiêm mấy chục năm nay vẫn là nỗi nhức nhối của người dân, không chỉ Thủ Thiêm mà là cả nước. Nhưng chẳng sao, chẳng ai chịu trách nhiệm, mà sự thiệt hại đâu chỉ tính bằng tiền. Xa hơn chút nữa là dự án Bô Xít Tây Nguyên, một dự án đã làm cho cả xã hội rung chuyển vì phản đối. Nhưng Nguyễn Tấn Dũng chỉ vì chủ trương lớn của Đảng vẫn phải làm. Đến nay thì ngân sách cứ vậy bù lỗ hàng năm cả trăm triệu đô la, cũng đâu thấy ai phải chịu trách nhiệm. Vậy là chúng con Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng là người phải gánh nạn này. Và ngày 11 tháng 8 năm 2020, Nguyễn Đức Chung bị Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, thì chiều hôm đó Thủ tướng tạm đình chỉ công tác Chủ tịch thành phố Hà Nội. Thế là báo chí được dịp đua nhau móc máy phanh phui những tội lỗi, những vấn đề mà Nguyễn Đức Chung đã vi phạm, đã mắc phải, cứ như là mới chiều ngày 10 tháng 8 hôm qua Nguyễn Đức Chung chưa hề có tội gì, và báo chí, hệ thống truyền thông không hề có tin tức gì về vụ đó. Mạng xã hội, dư luận đã nóng ran lên bởi những thông tin về Nguyễn Đức Chung và nhiều lời đồn đoán đã gây bão trên mạng xã hội về việc này, cũng như thân phận sắp tới của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Dù trước đó đã có nhiều tin tức đồn thổi về những phi vụ, những cuộc làm ăn của các đồng chí đã bị bại lộ và những cuộc bắt bớ, giam cầm của các đồng chí đã bị liệt. Nhưng chỉ đến khi đó Nguyễn Đức Chung mới chính thức lâm nạn. Cái nạn mà quan chức cộng sản nào cũng nơm nớp lo sợ và cố đề phòng bằng cách che chắn kỹ càng cho mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh. Họ cảnh giác kể cả khi các đồng chí mình giơ tay thề thốt, bắt tay nịnh nọt hoặc chia chác khi thắng quả. Thậm chí kể cả khi tay chân của mình cúi lưng nịnh bợ hoặc lo lắng cho hậu phương của mình. Tất cả những khi đó thì các quan chức cộng sản đều phải mắt trước mắt sau, cảnh giác không thừa. Có thể nói cái nạn này nhiều khi cũng chẳng hẳn do có tội hay không, hoặc cái tội nhiều hay ít, cũng chưa hẳn là số phận đỏ đen hay phúc đức gia tộc. Cái nạn này phần lớn phụ thuộc vào nhiều vào thế và lực của mỗi người trong hệ thống, cũng như phụ thuộc vào khả năng biến báo của mỗi người và biến chuyển của thời cuộc. Bởi nếu nói về cái gọi là tội như tham nhũng, quan liêu, ngu xuẩn, không đủ tư cách, hoặc kể cả những tội nặng hơn là làm mất tư cách đảng viên, thì chắc chắn trong số mấy triệu đảng viên có đốt đuốc tìm cũng không đủ được 10 đầu ngón tay, và nếu có thì tìm được thì đó cũng chỉ là những bệnh nhân tiềm năng của những trại tâm thần. 90 ngày tạm đình chỉ công tác là khoảng thời gian dành cho nạn nhân của Đảng có thời gian tìm thầy chạy thuốc. Thường trong khoảng thời gian đó thì những đồng tiền kiếm được từ cái ghế của mình mà đồng Đảng đã nhòm ngó được sẽ lần lượt đội nón ra đi. Cho đến khi sức cùng lực kiệt thì đồng Đảng đưa ra xẻ thịt, đó là một quy luật xưa nay của các nước độc tài cộng sản. Với chúng con một người được cơ cấu từ ngành công an theo xu hướng công an hóa bộ máy cai trị, được Đảng cử để cho dân bầu lên đến chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân một thủ đô, là Ủy viên Trung ương Đảng, là anh hùng lao động, tướng công an từ khi còn rất trẻ, là niềm hy vọng của rất nhiều đàn em và cả đàn anh trong hệ thống chính trị cộng sản Việt Nam. Việc chúng con ngã ngựa đã để lại nhiều bàn luận sôi nổi, với nhiều dự đoán theo đúng thuyết âm mưu. Dù ngay trước đó Nguyễn Hồng Trường cũng là người quan chức cỡ bự với chức vụ Thứ trưởng Bộ Giao thông, một siêu bộ nắm nguồn tài nguyên khổng lồ của đất nước, cũng đã có thời làm mưa làm gió mạnh tay hay mạnh miệng trên chính trường, cũng đã từng có những lời tố cáo và bằng chứng rõ ràng về
sự tham nhũng, về những bê bối, những vi phi vụ làm ăn không minh bạch. Nhưng rồi mọi sóng gió cũng đã yên và tưởng rằng sẽ thoát nạn. Thế nhưng việc chúng con ngã ngựa đã gây ra nhiều đồn đoán và sự quan tâm của xã hội hơn cả. Sở dĩ việc này được quan tâm không chỉ là số mấy trăm tỷ đồng chất làm sạch nước, hoặc cái công ty gia đình độc quyền mua bán thứ này, hay như thông báo của quan nhà nước rằng tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí hay chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Bởi ai cũng biết rằng những con số cỡ trăm tỷ đồng được nêu ra ở đó với các quan chức thì chỉ là những con muỗi so với những tài sản mà quan chức, càng là hạt cát nếu so với những thất thoát lãng phí và tham nhũng hàng ngàn tỷ đồng ở các vụ án mà đến nay vẫn cứ mất tăm đám chủ mưu chịu trách nhiệm. Nói đâu xa xôi, ngay ở thủ đô Hà Nội, thời của Nguyễn Phú Trọng, kẻ đang cầm que diêm đốt lò hiện nay, làm bí thư thành ủy Hà Nội, thì chỉ riêng dự án Shibucha, ngân sách nhà nước đã thất thoát 3.500 tỷ Việt Nam đồng. Mà Hà Nội thì có biết bao nhiêu là dự án, bao nhiêu là ngân sách đổ ra để lãng phí, để tham nhũng. Đã sao? Tiền dân là lá rừng mà. Cũng chẳng nói đâu xa, trước đó thời của Nguyễn Thế Thảo làm chủ tịch thành phố Hà Nội, chỉ riêng cái gọi là ngàn năm Thăng Long đã tiêu tốn số tiền khổng lồ, không chỉ tính bằng tỷ Việt Nam đồng, mà là 4.500 tỷ Việt Nam đồng, chẳng ai dám hò hè đến một câu. Đó là chưa nói đến việc chặt hạ hàng ngàn cây xanh gây ra nỗi bất bình, không thể kiểm soát trong xã hội, cũng như những tội ác, những vấn đề về chính trị, tôn giáo mà đám Thảo gây ra tại thủ đô Hà Nội suốt nhiệm kỳ của ông ta. Cũng thời đó, Phạm Quang Nghị, một ủy viên Bộ Chính trị hẳn hoi, được cơ cấu từ thời Thanh Hóa, và các đồng hương từ xứ Thanh như Lê Khả Phiêu, rồi được đưa về làm bí thư thành ủy Hà Nội, lợi dụng cương vị của mình gây đủ thứ, nhất là đưa con rể vào tận Bộ Công an tổ chức đường dây đánh bạc ngàn tỷ. Đã sao? Ăn đều chia xong là xong việc. Và nói vậy cũng có nghĩa là Nguyễn Đức Chung trong sạch hoặc vô tội, bởi các quan chức cộng sản khi có quyền lực ở trong tay, không tham nhũng, không sân sau, không cướp bóc mới là chuyện không bình thường. Chuyện chúng con bị đình chỉ công tác, bị lôi về kết tội trên báo chí, chẳng phải chỉ vì mấy cái vụ hóa chất vớ vẩn kia, những số tiền đó chỉ là con muỗi so với một người như Nguyễn Đức Chung tại Hà Nội, sau khi nắm giữ các chức vụ từ giám đốc công an thành phố đến chủ tịch Ủy ban Nhân dân thủ đô. Việc chúng con ngã ngựa với lý do liên quan đến vụ án trăm tỷ đồng, đó có thể là vớ vẩn và lặt vặt nếu đem so với những vụ án cả trăm hoặc ngàn tỷ đồng khác đang ngày ngày cứ chùm mền để chờ cho dỉ xét. Nói đâu xa, ngay tại thủ đô Hà Nội, cái dự án trình hình đập vào mắt người dân đó là đường sắt Cát Linh Hà Đông. Xa hơn một chút, tại Sài Gòn, cái gọi là dự án Thủ Thiêm, khu đô thị mới Thủ Thiêm mấy chục năm nay vẫn nhức nhối người dân và cả xã hội. Xa hơn chút nữa là dự án bô xít Tây Nguyên mà Nguyễn Tấn Dũng đã làm chỉ vì chủ trương lớn của Đảng, và rất nhiều các dự án khác chẳng có thể kể hết trong một bài viết. Chúng con, một người trẻ được đưa lên nhanh chóng thần tốc, tưởng chừng như không có một thế lực nào có thể ngăn chặn được đường tiến của mình, nay bỗng dưng trở thành tội đồ trước mắt Đảng và xã hội. Lên điều gì? Nói lên được điều gì? Và liệu có phải là tài năng xuất chúng, một anh hùng thực sự của xã hội, của đất nước? Xin thưa là không. Bởi không cần nói đến vấn đề tham nhũng hoặc vi phạm, chỉ nói đến việc điều hành công việc, cũng như xử lý chính những điều mình đã đưa ra, đã hứa hẹn, đã làm, thì chúng con chưa hẳn là người xuất chúng, càng không phải là một chính khách thật sự. Chính vì thế, điều mà các nước tiến bộ dân chủ thường kiêng kỵ là công an hóa bộ máy nhà nước để thực hiện một chế độ công an trị, thì ở Việt Nam, đó là xu hướng ngày càng phổ biến của hệ thống chính trị Việt Nam. Những cái gọi là chức vụ chẳng bởi tài năng, chẳng vì đạo đức hoặc nhu cầu của cuộc sống của người dân, chỉ là nhu cầu của Đảng, nói đúng hơn là những phe nhóm trong Đảng, cài đặt và cơ cấu để giữ vững mối lợi khi chiếc ghế cai trị được bền vững và giá trị lợi ích vật chất
được đảm bảo. Đặc biệt, việc cân nhắc cài đặt và cơ cấu, điều cần thiết và hữu hiệu nhất là một bệ đỡ, một sự chống lưng chắc chắn có uy lực trong các phe nhóm của Đảng. Những cái gọi là danh hiệu được nhà nước đem trao tặng xưa nay chẳng nói lên bất cứ một điều gì cả. Từ nhiều năm nay, hàng loạt anh hùng được phong tặng đã đua nhau vào lò. Và sự hạ bệ hãm hại lẫn nhau với những cái cớ tham nhũng hoặc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng chỉ là những điều gây chuyện nực cười. Việc chúng con nhanh chóng leo lên đến những chức vụ quan trọng chỉ phản ánh một điều: bệ đỡ sự chống lưng của Nguyễn Đức Chung khi đó chắc chắn và mạnh mẽ. Việc chúng con bị ngã ngựa, bị lâm nạn chỉ phản ánh một điều: chiếc bệ đỡ và bàn tay chống lưng của chúng con giờ đây đã không còn tác dụng, và các phe nhóm trong Đảng đang ra sức tìm mọi cách để chiếm lấy chiếc ghế béo bở này. Để thực hiện việc đó, hẳn nhiên là Đảng cần có một lý do trước bàn dân thiên hạ, và trên hết là cần có cái cớ để các đồng chí có thể đàng hoàng ra tay chọc tiết lẫn nhau. Đằng sau đó là những âm mưu, những kế hoạch hãm hại nhau trước mỗi kỳ gọi là Đại hội Đảng, một tổ chức hiện đang hoạt động theo kiểu hội kín của mafia Việt Nam. Đó là những cuộc thanh trừng, những sự thanh toán lẫn nhau giữa các đồng chí và từng được đào tạo kêu gọi liên miên trong các phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đang ra sức thực hành câu khẩu hiệu giữ đoàn kết trong Đảng như giữ con người của mắt mình, theo bản di chúc của Hồ Chí Minh đã được công bố. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.